Cơ sở sản xuất lưới của bí ngô xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay bí ngô xin giới thiệu với các bác một số cái loại lưới của bí ngô. Cái tiêu biểu là cái loại lưới của bí ngô là lưới úc cu gáy. Lưới úc cu gáy thì của bí ngô là có mắt 8 này. Mắt của nó là mắt 8 sợi dù. Có chiều dài là 10m hoặc là 12m. Và cao 2,3m hoặc là cao 2,5m. Và tùy từng loại thì bí ngô sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Thì lưới của bí ngô thì có hai màu nhé. Đây là màu xanh than này. Màu xanh than và màu... đây là màu bát trầu hay gọi là màu cỏ khô đó. Thì lưới thì bí ngô đã sát đầy đủ hết rồi, sát đầy đủ cho các bác rồi, sát đầy đủ dây dừa. Mà khi mà bí ngô gửi thì bao giờ nó sẽ vào đóng một cái túi như này. Nó có thông số là cao 2,5 hoặc là cao 2,3m. Mắt lưới là mắt 8 và sợi lưới là sợi 4 đó. Sợi lưới là sợi 4, mắt 8. Thì đang bí ngô đã ráp sẵn hết rồi, có dây dườm đầy đủ rồi, các bác chỉ về chỉ việc cho vào gọng xào là đi đánh thôi. Giá thì bí ngô báo giá rất là ưu đãi và rất là mềm thôi các bác nhé. Thì hình thức đặt hàng thì bí ngô ship code toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì các bác cứ đặt hàng có số điện thoại hoặc là số Zalo em để trên góc màn hình thì các bác có thể nhắn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Thì vâng, em xin kính chào toàn thể các bác nhé.